Tuyền xin chào tất cả các cô, chú bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Tuyền đi chợ về á, Tuyền có mua cái rau, cái cải mà để làm dưa đó. Thì Tuyền mua được vài cái túi cải như này các bạn. Cải này để dành làm dưa nè. Thì mình Tuyền thì Tuyền muối dưa cũng được nhưng mà không ngon mà ông xã Tuyền. Thì hôm nay ông xã Tuyền sẽ chỗ tài muối dưa cho các cô, chú bác, anh chị và các bạn xem. Thì một túi cải này ở đây á các bạn là 280g. Mà một đồng lẻ 5 cent nè các bạn. Thì Tuyền sẽ cho vào đây một muỗng muối các bạn, để mình ngâm cải đi. Đây, Tuyền sẽ cho một muỗng muối vào. Các bạn thấy cải bên đây rất là ngon không? Cải này Tuyền nghĩ cũng nhập từ ở Thái Lan quá các bạn. Đây, cải làm dưa. Xanh tươi ngon lắm. Tiền giúp ông xã Tiền rửa sạch để đây, rồi ông xã mình lên muối. Tại vì ông xã mình anh lấy là người Bắc á, muối dưa ngon lắm. Tiền xin chào tất cả các cô, chú, bác, anh chị và các bạn. Thì hôm qua Tiền với ông xã Tiền đi chợ đó, có mua cải làm dưa nè. Thì hôm qua Tiền có rửa sạch sẽ rồi, để hôm nay là cho nó hơi héo héo lại đi. Rồi ngày hôm nay ông xã mình sẽ muối dưa. Tại vì ông xã của Tiền á, muối dưa rất là ngon. Thành ra ông xã mình sẽ chỗ tài muối dưa cho các cô, chú bác, anh chị và các bạn xem. Thì ở đây mình Tuyền có là khoảng 2,5 kg cải làm dưa và khoảng 10 củ hành tây. Và Tuyền có đây là muối nè, đường nè. Và mình cần có một cái chậu này. Rồi tí nữa ông xã mình lột hành xong, ông xã mình sẽ muối như thế nào thì các cô, chú bác, anh chị và các bạn xem nhé. Và có một cái món mà không thiếu trong cái muối dưa này là giấm các bạn. Tại vì ông xã Tuyền muối cái này là muối sổi, chỉ cần một ngày hoặc hai ngày là mình ăn được thôi. Thành ra là ông xã Tuyền sẽ xài giấm. Mà giấm này là giấm mà không có hóa chất nè các bạn. Giấm tự nhiên á, thành ra có cái màu này. Thì trước tiên là ông xã mình, anh ấy sẽ sắc hành tây ra. Mình sắc muối cam á các bạn, sắc hành tây sắc kiểu muối cam á. Thì tổng cộng là khoảng 10 củ hành tây, khoảng 2,5 kg cải làm dưa. Các bạn thấy cải làm dưa rất là ngon không? Cái bẹ cải rất là to, rất cải rất là xanh ngon. Khi ông xã mình muối xong á giòn chua ngon lắm các bạn. Một lớp hành với lớp cải, tại vì rửa sạch rồi. Cải làm dưa này thì cái bẹ cải rất là to, thành ra mình phải chẻ cả làm hai rồi xong mình sắc xéo xéo lại. Thì một cọng cải mình sắc ra khoảng làm năm vậy đó, xéo xéo vậy vừa ăn vậy đó các bạn. Thì mình muối á, nó cũng mau thấm hơn. Mình cứ để vô chậu là một lớp hành tây rồi xong rồi một lớp cải, một hồi mình trộn lên thì đều hơn. Tại có hành tây vào á thì cái cải mình muối rất là thơm. Thì ông xã mình đã sắc cải làm dưa xong rồi nè các bạn. Thì 2,5 kg cải thì ông xã mình sắc ra được là ba cái rổ này. Thì ông xã mình đã trộn hành và cải đều với nhau rồi nè. Các bạn thấy hấp dẫn không? Thì bây giờ ông xã mình sẽ pha cái nước giấm để mà ngâm cái dưa cải. Thì ông xã mình xài 3 cái muỗng ăn cơm muối á các bạn. Đây nè, muỗng này là muỗng ăn cơm nè. Ông xã mình xài 3 muỗng muối. 3 và 3 muỗng đường. 3 muỗng muối và 3 muỗng đường các bạn. Còn nước á, thì ông xã mình xài tổng cộng là 5 lít nước, 2 lít nước đun sôi và 3 lít nước lạnh, nửa lít giấm vào trong cái chậu này.
cái chai này, chai giấm này là 1 lít, nhưng mà ông xã mình xài nửa lít thôi, là xài nửa chai này. Ông xã mình xài nửa lít giấm, 3 muỗng muối và 3 muỗng đường. Nửa lít giấm. 5 lít nước tổng cộng, 2 lít nước nóng đun sôi và 3 lít nước lạnh. Đây là 3 lít nước lạnh nè các bạn. Ông xã mình sẽ cho 3 lít nước lạnh vào. Ông xã mình đã cho 3 lít nước lạnh vào trong đây rồi các bạn. Thì giờ ông xã mình sẽ cho vào 2 lít nước đun sôi nữa. Đó, ông xã mình cho 2 lít nước đun sôi vào. Và ông xã mình sẽ hòa tan đường và muối lên. Ông xã mình đã hòa tan đường, muối và giấm cũng như nước đun sôi lên rồi đó các bạn. Mình thấy cái hỗn hợp này rất là vừa. Rất là vừa, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, rất là vừa. Thì bây giờ ông xã mình sẽ cho cải vào trong cái xô này. Khi mình bỏ cải vào đây các bạn, mình sẽ ém cho cải nó chặt xuống cái xô. Rồi sau đó mình đổ nước giấm vào. Mình nghĩ hai xô nhưng mà cuối cùng ông xã mình cũng dồn đủ vô một cái xô rồi các bạn. Bây giờ mình đè cho chặt xuống. Và ông xã mình sẽ cho nước giấm vào đây. Cái dưa này muối khoảng 2 ngày là ăn được rồi các bạn. Thì khi mình đổ giấm đường, nước giấm đường muối vào đây á các bạn, thì mình lấy một cái đĩa mình để lên đây. Rồi sau đó ông xã mình lấy một cái chậu nước á, đè lên để cho đè cái cải xẹp xuống, thì cái cải nó sẽ thấm hơn, nó ngon hơn. Còn nếu mà mình để không, mình không có đồ mình dằn lên á, thì cái cải nó sẽ nổi lên, nó không có được thấm đều. Thì bây giờ ông xã mình sẽ lấy cái chậu nhựa này, chậu đỏ này, ông xã mình đổ đầy nước lên. Rồi sau ông xã mình để lên cái đĩa này để cho mình đè cái cải xuống. Đó, khi mình để lên đó, mình ấn xuống một xíu các bạn, để cho cái cải nó thấm hơn, cho cái nước nó ngập lên cái cải. Mình để sau khoảng 2 ngày là mình ăn ngon lắm đó các bạn. Thì các bạn biết sao không, khi ông xã mình dằn cái nước lên đây nè, thì cái cải nó còn mới á các bạn, thành ra các bạn thấy nó cao. Sau một tiếng á, thì khi cái cải nó thấm giấm dưa muối vào á, thì nó sẽ xẹp hơn. Thì sau một ngày á, Tiền sẽ bỏ vào trong cái lọ thủy tinh này. Tại vì khi mà mình mới muối á, cái cải nó còn tươi á, nó nhiều, thành ra mình phải muối trong cái xô này. Cái xô này của Tiền là 10 lít á các bạn. Thì sau một ngày Tiền sẽ bỏ vô trong cái hũ này. Thì Tiền cũng xin chào tất cả các cô, chú, bác, anh chị và các bạn đã xem ông xã mình muối dưa. Thì Tiền xin chúc cho tất cả các cô, chú, bác, anh chị và các bạn luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn. Cũng như các cô, chú, bác, anh chị và các bạn thích cái cách muối dưa của ông xã Tiền, thì các cô, chú, bác, anh chị và các bạn hãy làm thử theo cái cách của ông xã Tiền đi. Tiền bảo đảm là rất là ngon. Tiền chào tất cả các cô, chú, bác, anh chị và các bạn. Tiền xin chào tất cả các cô, chú, bác, anh chị và các bạn. Cách đây 2 ngày ông xã của Tiền muối dưa. Thì bây giờ cái sau 2 ngày đó, cái hũ dưa bây giờ nó ngon lắm rồi. Cái hũ dưa cải ông xã Tiền muối á, rất là ngon. Đây, các cô, các chú, các bác, anh chị thấy ngon không? Rất là ngon. Ở trong cái video cái màu vậy thôi, nhưng mà ở ngoài rất là vàng các bạn. Thì hôm nay là sau 2 ngày rồi cái hũ dưa. Hôm trước ông xã Tiền muối ở trong cái xô màu trắng á, thì sau một đêm mình để cho cái cải nó xẹp lại, thì Tiền đã bỏ vào cái lọ thủy tinh này, thì được một cái lọ dưa này rất là ngon. Đây, cái lọ dưa này rất là ngon. Và bây giờ Tiền sẽ gấp thử một miếng Tiền ăn. Rất là đặc biệt.
Ông xã thì có cách muối dưa này nè. Các bạn bè ở đây họ cũng thích lắm. Họ cũng hỏi cái công thức của ông xã tiền muối á. Nè, các bạn thấy không? Rất là ngon, rất là vàng. Đây, đây là cái dưa mà ông xã của tiền muối nè. Các bạn thấy ngon không? Rất là ngon. Thì Tuyền sẽ ăn thử cho các bạn xem nhé. Tuyền mời các cô, chú bác, anh chị và các bạn ăn thử. Vàng ngon lắm các bạn. Các bạn nhìn thấy vậy chứ vàng lắm, rất là vàng. Ngon. Sau 2 ngày là thấm nhiều lắm rồi các bạn. Mà không có chua lắm, không có mặn lắm và cũng không có ngọt lắm. Rất là vừa ăn. Ngon, vừa ăn lắm. Rất là ngon. Cải rất là dày. Nó không có còn đậu nồng nữa. Vừa ăn. Ngon. Cái này mà mình kho thịt kho, kho cá các bạn, hoặc là nấu canh sườn á cũng ngon lắm, rất là ngon, rất là đặc biệt. Giòn ngon quá. Ông xã mình bỏ hành nhiều quá, hành tây nhiều, thành ra thơm lắm, rất là thơm mùi hành các bạn. Ngon. Thì cái cách múa dưa của ông xã mình cũng đơn giản lắm và rất là ngon. Thì nếu như các cô, chú bác, anh chị và các bạn thích cái công thức mà ông xã mình múa á, thì các cô, chú bác, anh chị múa thử một lần đi. Một lần giống như ông xã từ múa đi. Thì các cô, chú bác, anh chị và các bạn sẽ thấy nó ngon như thế nào. Mà rất là dễ, dễ làm. Thì xin chúc cho tất cả các cô, chú bác, anh chị và các bạn luôn có nhiều sức khỏe. Và nếu như các cô chú bác anh chị và các bạn thấy những cái video của Tuyền hay thì xin các cô chú bác anh chị và các bạn đăng ký kênh để xem thêm những cái video kế tiếp nữa. Đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí. Tuyền xin chúc cho tất cả các cô chú bác anh chị và các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn trong cuộc sống. Tuyền xin chào.